Trả thù trong mơ. Trần tướng quân đến. Tất cả tránh đường. Kính chào Trần tướng quân. Hôm nay mới được chứng kiến sự uy nghi của ông. Đi đến đâu, người người cúi chào đến đó. Thật đáng nể phục. Cả đời tôi xông pha trận bạc, lập bao nhiêu công lao cho nước nhà, được mọi người kính nể cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy chúng ta cùng cạn ly vì sự uy nghi của ông nào. Mời. Ủa, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Hình như người kia đang tiến về phía mình. Hắn đến để chào mình à? Ui da, tên kia, sao nhìn thấy bổn tướng quân mà không chào, còn dám đụng vào người ta thế? Đây, người có nghe thấy ta gọi không? Hả? Người dám? Người đâu? Bắt lấy hắn cho ta. Người đâu? Bắt. Sao giấc mơ lại giống y như thật vậy? Điềm báo gì chăng? Ông biết đấy, từ trước tới giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, được người người tôn trọng, chưa bị ai làm nhục bao giờ. Ấy thế mà đêm qua lại bị một đứa nó làm nhục. Thật là tức quá mà. Chỉ là giấc mơ thôi mà, ông đừng có tức giận quá, ảnh hưởng sức khỏe. Dù là trong mơ tôi cũng không thể chịu nhục được. Nhìn mặt hắn rất quen, tôi nhất định tìm bằng được kẻ đó, bắt về trị tội mới hả giận. Sao ông phải tự làm khổ mình vậy? Cả tuần liền không ăn không uống, chỉ để tìm một người không rõ tung tích. Nhưng mà tôi ức lắm. Ức không chịu nổi. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như bây giờ. Tôi đã nói rồi, sao ông cứ ngoan cố vậy? Chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có thật chứ. Nhưng tôi... Ông xem trước giờ ông sống rất vui vẻ, bỗng dưng chỉ vì một giấc mơ lạ mà trở nên thế này. Dù là chuyện có thật hay là không, thì việc để tâm thù hằn người nào cũng không thể làm thay đổi con người họ, mà thay đổi chính chúng ta. Ông đang ăn ngon ngủ yên, trở thành mất ăn mất ngủ, ốm yếu thế này. Nếu kẻ đó có thật nhìn thấy ông như vậy, chắc sẽ rất hả dạ cho coi. Nếu ông vẫn cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không gặp ông nữa. Để ông cứ dằn vặt mình, rồi uất hận mà chết, tôi kệ ông đấy. Ông ấy nói đúng, mình đúng là một tên ngốc. Con ngựa xám. Ngày xưa, tại một làng dân da đỏ du mục, có một bà cụ sống cùng với người cháu trai nghèo. Họ ở trong túp lều sập sệ và nhặt nhạnh những gì người khác bỏ đi để mưu sinh. Bà ơi, chắc bà cháu mình lên đường thôi. Những người trong làng họ đi được một lúc rồi. Bà xong rồi đây. Mà lần này chuyển đi đâu hả cháu? Lần này lại du mục lên mạng núi phía tây bà ạ. Bà xem, con ngựa này cũng khốn khổ như bà cháu ta. Hãy cho nó gia nhập vào gia đình mình nhé bà. Ít ra nó còn có thể mang giúp ta ít đồ đạc. Cháu nói phải lắm. Nào, hãy uống chút nước đi. Chúng ta còn phải đi một quãng đường dài đó. Có ngựa xám cùng đi, hai bà cháu lần đầu tiên đuổi kịp bộ lạc, kịp dựng túp lều tạm ở bìa làng trước khi trời tối. Trong đám trâu sống ở rừng này, có một con nghé hoa, tù trưởng đã tuyên bố sẽ gả con gái cho người nào lột được da con nghé. Ngày sớm mai, cuộc săn nghé sẽ chính thức diễn ra. Cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Tôi sẽ chuẩn bị con ngựa tốt nhất để đi săn con nghé đó. Mình cũng sẽ thử sức, dù chỉ là với chú ngựa già yếu này.
xem ai kìa. Dũng sĩ Sam đi săn trâu trên con ngựa mới đẹp làm sao. Mặc kệ kẻ nghèo rớt bất tài đó, bao tiến hành cuộc săn đấu này thôi. Anh đừng buồn, ta sẽ giúp anh. Trời, ngựa, ngựa có thể nói sao? Điều quan trọng bây giờ là anh hãy làm đúng những lời ta dặn. Khi cuộc săn bắt đầu, anh nhớ lùi lại sau mọi người là được. Ngựa hết sức kinh ngạc, nhưng chàng trai nghèo vẫn làm theo những lời ngựa xám dặn. Họ đều có những con ngựa khỏe nhất, nhanh nhất. Làm sao ta có thể đến trước được khi còn chạy sau họ nữa chứ? Ngựa xám phục biến thành chú tướng mã tuyệt đẹp. Chẳng mấy chốc, nó đã đưa chủ nhân đến bìa rừng bên kia, lãnh địa của Nghé Hoa. Bộ lông Nghé Hoa cuối cùng đã thuộc về chàng trai nghèo. Anh hạnh phúc chia sẻ với bà về chú ngựa xám kỳ diệu đã mang về chiến thắng cho mình. Ngựa cũng đẹp đấy, nhưng tù trưởng còn lâu mới gả con gái cho chú mày. Ông ấy chỉ muốn một trong số bọn ta, những trai tráng dũng mãnh nhất thắng cuộc thôi. Mày đã bao giờ tham gia trận đánh nào với bọn ngoại tặc xâm lấn bộ lạc chưa hả? Và mày có gì ngoài con ngựa này hả? Đến manh áo trên thân của cách bươm. Liêu hồn đấy, nhỏi nhép mà dám qua mặt con này. Chắc cháu không đem bộ da nghé đến nhà tù trưởng nữa đâu bà. Ta sẽ nói cho anh cách để chứng tỏ anh là một dũng sĩ can đảm, có khả năng bảo vệ bộ lạc. Sáng mai sẽ có một đám người đến tấn công bộ lạc của anh. Hãy cưỡi trên lưng ta, dùng tên bắn trúng thủ lĩnh và hai phó lĩnh. Chỉ như vậy thôi, nếu anh bắn hơn, anh sẽ hối tiếc đấy. Hôm sau, mọi việc xảy ra y như lời ngựa xám. Mới sáng sớm, bộ lạc đã bị tấn công ồ ạt. Chúng ta còn chưa phân công lại đội ngũ tự vệ, mọi người mau tháo chạy đã. Đúng thế. Chàng trai nghèo vô cùng hãnh diện với chiến công của mình. Anh quên đi mất lời ngựa xám dặn dò. Ta đã hạ được 3 tên cầm đầu, có gì không hạ hết những kẻ còn lại? Cơ hội để ta chứng tỏ sức mạnh với đám trai làng không hách kia là đây. Đám người xâm chiếm cuối cùng cũng rút lui, nhưng ngựa xám đã nằm xuống, khiến chàng trai trẻ đau xót vô cùng. Anh đã làm trái lời tôi dặn rồi, nhưng anh rất tốt với tôi, không bỏ mặc khi thấy tôi là con ngựa già yếu, nên tôi không đành lòng bỏ anh. Việc vừa rồi anh định hạ hết đám người Sion để chứng tỏ sức mạnh chẳng đúng chút nào. Sức mạnh đến từ đầu óc và trái tim anh kìa, cái đó mới khiến người khác thán phục anh. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tất cả số ngựa này thuộc về anh, hãy tự tin đến hỏi cưới con gái tù trưởng. Cảm ơn ngựa nhiều lắm. Chàng trai nghèo cuối cùng đã lấy được con gái tù trưởng và chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ để trở thành người đứng đầu bộ lạc tương lai. Thứ quý giá nhất. Chị Gió mang tôi đến đây, anh có phiền không? Anh Nhện, anh có nghe tôi nói gì không? Không, không có gì. Cô cứ ở lại đây làm bạn với tôi cho đỡ buồn. Cảm ơn anh. Nàng đâu rồi? Nàng ấy đã bị gió cuốn đi rồi. Cậu nói sao? Nàng ấy đã đi rồi ư? Trời ơi, sao nàng lại bỏ ta đi thế? Nhện kia, thần đã hiển linh. Người thấy đau lòng khi gió mang giọt sương đi sao? Thưa vâng ạ, con đã phải lòng nàng ấy. Bây giờ nàng đi rồi, con thấy mất mát và trống trải vô cùng. Ngươi cảm thấy trong nhân gian thứ quý nhất là gì? Quý nhất chính là cái không có được và đã mất đi ạ. Ngươi là một con nhện đặc biệt, nên có thể nói là đã trải qua tu luyện và cũng là đệ tử của ta. Nay thấy ngươi đau khổ như vậy, ta không đành lòng nên ban cho ngươi một đặc ân.
Ta cho ngươi một lần sống vào cõi người, được sống trong tình yêu, để biết được thứ gì là quý giá nhất. Các vị, con trai tôi, Phương Tư, vừa đổ trạng nguyên, nên tôi mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người hãy tự nhiên nhé. Chàng đây rồi, người trong mộng của ta đây rồi. Tiểu thư Minh Nguyệt, nàng ấy đến đây làm gì? Tại sao đến kiếp này ta vẫn không có được người mình yêu? Tại sao chứ? Châu Nhi, công tử Trần Bình đến tìm con kìa. Cậu ấy có vẻ thích con lắm. Mẹ mau bảo chàng ấy về đi. Người con yêu là Vương Tư mà. Vương Tư và tiểu thư Minh Nguyệt sắp thành hôn rồi, con vẫn chưa biết gì sao? Sao cơ? Châu Nhi, con đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi. Dậy uống chén canh đi con. Con không muốn ăn, mẹ hãy mang đi đi. Con à, mẹ thấy công tử Trần Bình là một người tốt, sống bên cậu ấy con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Vừa nghe tin con bệnh, cậu ấy đã tức tốc đến thăm đấy. Mẹ đừng cho chàng ấy vào, con không muốn gặp ai cả, con chỉ muốn một mình thôi. Một thời gian sau. Con à, sao con lại dại dột để đến mức bề mang thế này? Con tỉnh lại đi. Châu Nhi, nàng sao rồi? Nó cứ bề mang thế này từ hôm qua, ta sợ nó không qua nổi. Châu Nhi, nàng có biết ta đã thầm yêu nàng từ rất lâu rồi không? Mong ước cả đời của ta là được lấy nàng làm vợ. Nàng mau tỉnh lại đi. Nhện kia, ngươi còn nhận ra ta không? Ngài là... Phải, còn nhớ cách đây 18 năm trước, ngươi từng là một con nhện phải lòng giọt sương kia và đau khổ khi nó bị gió cuốn đi không? Còn nhớ chứ, chính ngài đã ban cho con một ơn huệ để kiếp này trở thành Châu Nhi. Nhưng tại sao con vẫn không có được tình yêu của mình? Phương Tư có khác nào giọt sương kia đâu. Đúng, Phương Tư chính là giọt sương. Nhưng ngươi có từng nghĩ giọt sương là do ai mang đến cho ngươi không? Chính là gió. Gió mang sương đến rồi lại mang đi. Tiểu thư Minh Nguyệt chính là gió. Sương thuộc về gió, cũng như Phương Tư thuộc về tiểu thư Minh Nguyệt. Anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn đi qua cuộc đời ngươi mà thôi. Còn Trần Bình chính là cái cây nhỏ trước miếu. Anh ta đã yêu ngươi, lặng lẽ ngắm nhìn ngươi cả nghìn năm qua. Tại sao ngươi không biết trân trọng mà phải đau khổ vì một thứ thoáng qua như thế? Con... Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà chính là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Thần... Nếu như nàng chết đi rồi, ta cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Nàng đã tỉnh rồi sao? Trần công tử, xin đừng làm chuyện dại dột. Chàng yêu thiếp như thế, nhất định thiếp sẽ không phụ lòng chàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.